anh em có thể là mua cho mình những chiếc app về tựa game như là Liên Quân, Liên Minh hay Free Fire với cái giá cực kỳ rẻ. Truy cập ngay vào Honic.vn để lựa chọn cho mình những chiếc app phù hợp nhất. Hôm nay thì tôi sẽ làm tí app chủ bài. Đó, series app chủ bài tôi mới làm đến số thứ 3, ngày hôm nay thì tôi sẽ làm đến số thứ 4. Số thứ 4 ngày hôm nay. Theo thông thường thì bây giờ thì tôi sẽ vào cái video mới nhất, đó là cái video át chủ bài tháng thứ 3. Để tôi xem nào. Zombie Follower 52 like, Lukaku, Balogun 23TH. Balogun. Lối đá luôn. Người ta liên tưởng, người ta gọi là fan Arsenal có liên tưởng tới quả Balogun này, liên tưởng đến Thierry Henry từ đỉnh cao luôn mà, cả rô béo luôn mà. Balogun. Bitter Ground. Tôi xem nào. Pasiric có 16 like, khả năng là có con vợ nhiều like nhất rồi. Quả Zombie Follower nhiều like nhất rồi. Ok, mong được thấy Zombie Follower icon lên sóng của thầy. Lên sóng thầy ơi. Cảm ơn bạn Hiếu nhá. Đây là chắc là đọc là Hiếu đúng không? Ok, cảm ơn bạn Hiếu đi. Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến ở dưới bình luận. Ok, bây giờ tôi sẽ làm với Zombie Follower icon nữa cơ. Tôi không biết là tôi có đủ tiền mua icon không, nhưng mà tôi cứ thử Follower. Cái mình biết là follow ạ. Từ Zombie Follower biết như nào nhỉ? Đây là Zombie Follower đúng không? Icon à? Follower. Icon có bán không ta? Cộng 6. Ok, tôi bán luôn, tôi mua luôn cộng 6 nhá. Để làm content cho anh em thì không bao giờ mình phải lăn tăn suy nghĩ cái gì cả. Đó, mình không bao giờ lăn tăn suy nghĩ gì, như anh em mua tôi qua Zalo tôi gỡ cái. Tôi gỡ tí tiền, tôi nghèo quá rồi. Tôi nói thế thôi, nhưng mà tôi nghèo quá, anh em mua tôi con qua Zalo nhá. Tôi nghèo quá. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với át chủ bài Zombie Follower, một trong những tiền đạo huyền thoại của Liverpool. Người có quả ăn mừng là gì, kiểu gì nhỉ? Zombie Follower được có quả ăn mừng không? Ăn mừng hit là đúng không? 40% đã donate cho Tabi 10.000 đồng. May quá em treo con đó cả tháng trời giấu bé ba. Cái gì lại treo cái gì, mua về làm content cho anh em mà. Sao anh em nói thế được, anh em nói chứ anh thế đấy, anh em lừa tôi à? Anh em bẫy tôi xúc ảo à? Ủa anh em bẫy tôi quả đau đấy. Trước mắt là mình phải check xem con hàng này có cái gì đã. Cộng 6. Chân 5, chân 4, như vậy là chân trái. Tôi rất thích những tiền đạo chân trái giống tôi ngoài đời. Tôi rất thích những người đá chân trái vì thường những người mà thuận chân trái là những người đá rất hay. Là những người đá rất hay. Cá nhân, hiếm khi chuyền, chỉ thích sút, ok chưa? Chỉ thích sút. Bây giờ không thích chuyền, ok chưa? Cứ lòng, như vậy là cái hàng này sẽ rất mạnh về khả năng ZD này. Chân trái mà có cái sút xoáy này thì giống tôi ngoài đời. Rất mạnh về khả năng ZD. Sút xa, ok. Sút xa, được rồi. Này, như vậy là Fowler ở vị trí CF mạnh hơn anh em ạ. Cái gì đây, cái bảng này là gì? Fowler này mà nếu mà kéo về đá RWB vẫn hay mà. Thật sự luôn. Kéo về đá RWB vẫn hay hơn Kawaku, ác không? Đó, vẫn hơn Kawaku của lại, ác độc. Thế nhỉ, bảo sao? Ở bên PES nhá, tiền đạo mà FT 116 nhá, xuống đây chỉ khoảng 80. Xuống đây 80, tôi ra quả này 64. Nó thế nhanh, ra quả này chỉ ăn quả 64 thôi, sao phải chỉnh đội hình nữa? Sao phải kéo thả cái gì nữa? Quan Lương Khô đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Quan Lương Khô nhá. E vào có thấy đâu? Có đấy, có đấy. Em tìm lại một lần nữa cho nào. Có đấy. Không, mình sẽ lắp quả là đây bước 1. Đây, sút xa, trung bình và tạo cơ hội. Đây, CF thì sẽ là dùng cái này. Át chủ bài Zombie Follower anh em ơi. Zombie Follower. Tiền đạo Benzema được rồi, làm nền cho Follower. Em cho Link Watt đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chưa, chửi áo em đấy. Học cho thầy em soạc trên rank như Madini luôn. Nhưng mà Nini luôn nó toàn khen em là ít ẹ mày. Em tự hào lắm. Sọc bóng đâu phải là xấu anh em. Sọc bóng đâu phải là xấu. Quan trọng là anh em lạm dụng nó rồi thì nó mới xấu chứ. Đó. Anh em lạm dụng nó quá thì nó xấu thật. Đó. Như tôi có kèo 50 của bàn thì không nói em gì. Đó, từ từ đã, nhìn tôi khiển này. Nhìn tôi khiển Zombie Follower anh em hiểu luôn. Anh em hiểu cách đá gọi là, hiểu cái cách gọi là sử dụng Zombie Follower trong game là như thế nào. Hiểu luôn. Mấy ông chân trái như thầy đá như cái hạch cái gì mà lại như cái hạch. Tôi quay bao nhiêu cái vlog đá bóng rồi mà anh em vẫn chưa hình dung ra được à? Follower anh em nhìn này. Đấy. Nope. Như thế là không được, đá follower mà sử dụng những skill như thế là không được. Anh em nhìn kỹ là pha vừa rồi. À, follower chạy chỗ đấy. Đùa. Đá như này sao ra con tem được? Cái khe này. Đấy. Này, Zombie Follower góc gần là chết. Em trò Link Watt đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Muốn xem thầy đá bóng hay như nào thì tìm clip của anh Cán Chris với Tabi đá bóng gôn tôm nha y. Hiểu. Thầy đỉnh lắm. Hiểu, xem thế là hiểu. Bàn đầu tiên, tôi đã nói anh em rồi, những cái người ấy mà thuận chân trái là tiền đạo ấy. Nó gọi là đá hộ công, CF, CM, những người thuận chân trái, toàn người đá hay.
Ôi trời ơi. Em chung 40% đã đâu okay. cho Tabi 10.000 đồng. Okay. Át chủ bài chưa có okay. hàng nào đến từ châu Á thầy nhỉ? Chính xác là chung ơi, chính xác rồi. Thôi thì một thẻ đỏ nhờ. Do bị Voller làm đối phương một thẻ đỏ là đẹp đấy. Cái chân trái Voller anh biết rồi đúng không? Nam chuyên văn đờ Nima Du Nho làm đã gì có cơ hội cho đối phương 10.000 đồng. Em đã quay trở lại. Làm gì có cảm ơn Nam nhá. Làm gì có cơ hội cho De Gea nhảy cái gì? Cơ hội nào cho chúng ta? Không có một cơ hội nào luôn ấy. Khó lắm. Khó lắm. Voller hay nhô. Voller là hay mà anh em. Một icon cộng 6 mà có 100 tỷ. Hay mà. Đấy. Voller này phải đá xếp anh em nhá. Nó phải đá xếp chuẩn chỉ. Ôi trời ơi. Em minh linh tinh, đẹp trai, học giỏi, mỗi tội hay bốc phét đã lú luôn. Nào xem nào, sao nó mình đó ấy đâu ấy, Voller cứ đứng ra đây vậy. Ê, sao lại làm lưu rồi? Nope. Sao lại thành lá bìu ta? Nope. Nhầm sơ đồ à? Tôi đã ấn cái gì đâu mà nhầm nhở? Xem nào. À, dùng quả số 9 ảo, quả Piccolo lên tiền đạo ảo. Ẩu thật đấy. Ủa, quả giáo án là Piccolo, đá Piccolo ST thì chắc là chưa ai làm, Việt Nam chưa ai làm thật. À, quả giáo án đúng là Piccolo mà đá quả ST thì Việt Nam đúng tôi chưa có ai làm. Qua đầu cái nhở? Nope. Zombie Fowler. Cờ vào đạp. Nope. Game nó tự đổ sơ đồ thầy ơi á. Tự đổ sơ đồ á. Mới nhở. Đổi xong mất chiến thuật đơn à. Ồ. Sao hiện đại thế nhở. Sao bây giờ cái game 2023 có những cái tựa game nó hiện đại quá ta. Cảm ơn Smiley nhá. Nó tự đổi chiến thuật mình đang dùng về chiến thuật 1. Đặc biệt hay xảy ra vào sau khi post game phạt góc hay sang hiệp mới. À. Game mới open beta được 5 năm anh em đừng khắt khe quá. À thế thì đúng rồi, thế thì không trách được. Nó khó trách đấy, không trách được. Dù gì nó mới ra mắt rồi anh em. Nó còn nhiều lỗi cái thứ còn chưa cải thiện được anh em, nói chung là anh em cũng nope. mãi tí. Game nó mới chạy được có 5 năm thôi. CA đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Trả thêm tiền để bấm hủy treo Fowler à. Vợ CA này, có vợ CA này đá chén cơm rồi à hả? Vợ CA này vào đây đá chén cơm tôi đúng không? Vợ CA bảo vệ đuổi bưởi ra ngoài nhá. Đuổi ra ngoài giúp tôi nhá. Hay nóng mặt vào con vợ đấy rồi đấy nhá. Giả thêm tiền. Ôi không được. Quả Fowler này xuất xa thì khó bắt đấy. Khó bắt. Nope. Còn này nó sẽ chọc khe Ronaldo đúng không? Bây giờ nó sẽ chọc khe Ronaldo, nó sẽ đi gần vào nơi nó truyền lại cho Bruno này. Đó, xuống góc gần. Đó. Khác chỉ phải sách đúng không? Tôi làm gì ông đòi đuổi tôi là siêu cỏ bên trường làng nhé. Siêu cỏ bên trường làng. Siêu cỏ trường làng đuổi đúng rồi. Siêu có sứ giả, tự nhiên bên trường làng có sứ giả phái đến đây vậy? Có vấn đề gì đấy? Ôi trường làng phái sứ giả ra đây mà không biết có vấn đề gì luôn à? Định làm gì, định nhảy con tên tôi à? Định nhảy con tên tôi đúng không? Tôi gọi là đợt này tôi đang muốn tìm một nhà tài trợ, một đơn vị tài trợ để có thể nâng cấp bộ PC lên. Đó. Không biết đơn vị nào lắng nghe được cái nỗi lòng của tôi thì có thể liên lạc với tôi nhé. Tôi nhận quảng cáo luôn cho đơn vị luôn. Gặp thầy run quá không đá nổi á. Không gặp follow ông run, ông bảo gặp tôi, ông đùa. Bán bao nhiêu chiếc áo mới đủ mua. Thật sự luôn là ví dụ như có cái đơn vị nhãn hàng nào họ ngồi đây họ lắng nghe được cái tâm tư tình cảm của tôi. Đấy. Thì chúng ta liên hệ với nhau, chúng ta cần một cuộc nói chuyện đấy. Đập hộp dàn BC 500 củ. Đập hộp dàn BC 500 củ nghe khó tin thật đấy, nghe bảo khó tin thật. Mong Acer nghe được tiếng lòng của thầy rồi ước thật sự luôn đấy, ước. Ngày mai thì ông thầy ngồi ở ghế cái con xa là anh em hiểu nhá. Thôi công thái học là ok đấy, công thái học là được mà. Nhưng mà nếu mà có ghế tặng thì tôi sẽ ngồi ghế tặng hứa. Em bán ghế công thái học này thầy liên hệ thầy nha, em liên hệ thầy đi đùa đâu. Vợ thầy liên hệ em bây giờ thầy làm gì có đâu mà liên thầy bây giờ nghèo lắm rồi mà một chiếc ghế đổi lên một clip quảng cáo được không đó, nghèo lắm rồi. Em bảo anh em nào anh em liên hệ thoải mái anh em ơi, anh em liên hệ cứ thoải mái này đó, nhận hết anh em liên hệ qua là số điện thoại này, Gmail này, pet TikTok YouTube thì thoải mái. Ôi trời ơi. Cứ thoải mái đi. Quan Lương Khô tôi đã trả lời hết cho Tabi 10.000 đồng. Ủa? Nhà tài trợ là vợ thầy. Nope. Đấy chỉ cần một câu thôi mà thầy.
thật sự luôn, trong của hậu vệ này nó bứ thật, đã hiện lên và nói đã hậu vệ cái phiên bản nó bứ thật sự luôn đấy. Khi chung nhau nope. Trời ơi đầu quả đấy xe vang là chết mà. Quả meta này xem giải đỡ buồn ngủ hơn thầy ạ. À, buồn ngủ hơn á, đỡ buồn ngủ hơn á. Nó quan trọng nó đến từ cái việc ý thức của cái game thủ thôi. Tôi nghĩ là nó đến từ cái việc ý thức của game thủ, người ta có muốn công hiến hay không thôi. Chứ người ta muốn công hiến thì hay lắm. Chẳng hạn như quả này này, khi chung nhau cho Kabi 10.000 đồng. Livestream vui vẻ. Sai. Xin cảm ơn Hồng Kông nha. Nay bán được 200 cái áo, mai có máy mới xin hứa luôn. 200 cái áo à? Ngoài thế nhở? 200 cái áo bây giờ bài toán kinh tế phải giải ra bây giờ là 200 cái áo. Mỗi cái áo 200.000. Rơi tầm bao nhiêu tiền nhỉ? Rơi tầm bao nhiêu tiền anh em? Chết rồi, cứ tính rồi, từ từ ngồi tính tiền nó lên tới gôn rồi. Từ. Như vậy là 40 củ. Ôi giời ôi. BDG đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sợi chỗ thầy bóng làm lại số 9 ảo meta này chưa thầy? Nope. Không hiểu mà meta này xong bỏ, meta này bỏ đi em ơi, bỏ đi. Bỏ đi mà làm người. Đá hạt nó đau đầu lắm, đá hạt. Xét chặt cô này. Nó lắc vào đầu, nó sẽ cho cô lắc vào đầu kìa. Ơ nhưng mà tôi đang làm về follow mà. Đá nó không thắng mà nó bực lắm. Đá cầu thủ yếu kiểu giàu nghèo nó phân biệt rõ ràng luôn đấy. Nhưng tầng cầu thủ yếu gần như là không có cơ hội. Khi xuống nhau. Bình tĩnh nha. Đó, con hàng này cầm máu ok mà dẻo phết. Quay lại cái, né luôn. Cái chân trái follow. Nope. Đó, giống như cái chân trái của Lê Huy Hải vậy. Ủa hậu vệ kìa, trông Manini đần chưa? Một cái nhịp mà Seva lách qua cái đần thật. Kìa anh như cố thắng. Rồi, 3-1. Hướng dẫn cách chơi Robby Fuller hiệu quả ở phiên bản mới nhất. Ôi giời ơi. Dương phải sống lại xem như nào đấy, chứ này không chuẩn. Cho Tabi 10.000 đồng. Meta này. Đầm luôn. Đội hình thủ đầm luôn. Như quần của Chí Phèo vậy. Mọi người bỏ đi nhé, bỏ cả rank luôn, không bạc hết tóc. Em đang xem live, bố em hỏi thầy này dạy môn đá banh online sao. Chính xác luôn. Ngày xưa công mà được xem live cái thời của tôi nhá, mà chớm cầm điện thoại mà xem điện tử nhá, một tát ngang tai luôn, váng cả đầu luôn. Cái vũ hình thời ngày xưa nhá, cứ mà đến cái giờ tầm trưa mà không đi ngủ nhá, mà lại ngồi xem stream nhá. Đấy, ví dụ mà ngồi xem game nhá, một vả đó. Chứ ở đấy mà hỏi, chứ ở đấy ông thầy này dạy cái gì hả con, nó đã kịp trả lời đâu. Là váng đầu luôn rồi. Cái tầm ngày xưa là cái tầm mình ngày xưa, cái thời của mình ngày xưa là xem kiểu Talk TV ở của QTV với Virus. Đấy. Mà tầm trưa mà không đi ngủ mà chớm xem thôi thì tôi không kịp trả lời. Nhìn thấy tan đom đóm buổi trưa. Buổi trưa mà mắt mũi nhìn thấy tan đom đóm ấy. Uầy, quả kỷ niệm lắm mà anh em 9x mới hiểu. Anh em tầm khoảng lứa 93, 94, 95 ấy, 96 ấy, đấy. Quá khứ kẻ phản diện mà. Đấy, từ đấy trở đi, từ cái ngày xưa đấy, tôi quyết tâm trở thành một streamer. Một game thủ, một người làm nội dung về game. Đó. Để tôi không phải xem thằng nào hết, tôi tự xem chính bản thân tôi. Tôi tự làm. Đó. Không phải xem. Fan anh Hà Duy Kiên đã donate cho Tabi 500 đồng, đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn fan anh Hà Duy Kiên nhá. Đúng là bản này hậu vệ đá như hạch thật nhung mà từ ngày em nghe thầy lắp gear up booster thì cầu thủ đã vẫn như hạch. Cái đấy là chuẩn. Zola chạy một lúc là chạy đến khoảng thêm bước nữa rồi quay lại này, quay lại chuyền ở dưới này, đúng không? Chuyền nhanh không mất. Chuyền. Rồi. Thế thôi. Rồi, thế thôi. Bao giờ làm của FC giao dịch tiếp? Tối nay đang rủ Huy Hải làm của FC thi đấu của FC giao dịch cái. Đó, tối nay không, trong tuần này rủ anh ai lớp, lịch trình là trong tuần này rủ anh ai lớp đá trận. Terry đã donate cho Tabi 10.000 đồng. A Nhon Han CEO không biết thầy quên e chưa thế. Chào Jerry nhá. Thầy Maestro. Thầy Maestro thì quên em rồi, còn tôi thì chưa. Tôi mặc dù là người bị Jerry đòn nhưng tôi thì chưa. Nói luôn như vậy, Maestro có thể quên Jerry nhưng tôi thì không. Ngày xưa mà bố đi làm về sở thấy cái cây CPU ấm ấm là ly biệt luôn mặt cười. Ngày xưa nhá, là mấy con vợ giống như tôi này, ngày xưa là đeo quả tai nghe là nét cỏ ấy, quả trâu vàng mà đeo nhá, quả tóc dài như này đúng không, mà đeo vào nhá, nó thành một cái vẹt luôn này, nó thành một cái nhiều, anh em đeo cái bòm lâu lâu nó thành một cái vẹt đây này. Đừng có cãi, đâu về tầm đấy đừng có cãi là nó đi đâu cả, lên đường nhá, ly biệt luôn, một cuốn chổi vào đầu, à một cuốn chổi vào đít luôn đó.
đừng có cãi làm cái gì cả. Châu vàng là 9x rồi, châu vàng 9x chuẩn đẹp luôn mà. Nếu mà bạn 9x mà chưa từng đeo châu vàng thì xin lỗi, chúng ta không cùng đẳng cấp. Nói luôn, xin lỗi luôn, chúng ta không cùng đẳng cấp. Quả tay nghe đấy nhá. Anh em mà đá FIFA nhá, ghi bàn nó ăn mừng mà chớm nhảy lên phát nhá, điếc một bên luôn. Điếc con mẹ một bên luôn. Đó, nhảy phát thứ hai nhá, đi cả dây luôn. Con bạn nó nhảy lên hét mà kiểu hét vào cái thứ nhá. Điếc luôn. Điếc con bên hỏng hỏng một nhĩ luôn. Em 2K3 vẫn đeo châu vàng, 2K3 mà đeo châu vàng thì nó là một sự thất bại, thật sự luôn. 2K3 mà đeo châu vàng thì nói thật luôn là một sự thất bại. Ngày xưa thế, 9x ngày xưa nó khó khăn hơn thì nó đeo châu vàng đúng rồi. Bây giờ thiếu gì tai nghe ngon thôi nhá. Mà phải đeo châu vàng bây giờ thật sự là thất bại. Cái chân trái của Fowler. Nope. Siêu lởm. Okay, Rudiger lại chạy tịt ra đấy nhở. Ủa Rudiger mà một cái động tác cơ bản nó bị. Chap. Deji đã donate Kevin Chap. E là fan của thầy từ PES 4 đến FIFA Online 4. Mê cái lối đá tấn công vừa có chất thơ và có chất thép của thầy. Em vừa đặt một áo tại TikTok shop rồi thầy. Tuyệt vời, cảm ơn Dương. Đó. Nhớ năm lớp 9 đi net bắn đột kích mở ra khẩu APK vàng rất xịn hồi đó, đang sướng xong ông anh bên cạnh còn xin bắn thử tối đi đá bóng về ăn cơm thấy ông anh hóa ra đồng nghiệp với bố. Thôi xong. Biết cái kết luôn mà. Kể câu chuyện biết cái kết luôn mà. Thôi xong rồi, xong rồi. Thôi nằm xuống đi chứ còn trình bày cái gì nữa. Mượn bắn chơi thử với đồng nghiệp của bố. Robin Fowler. Ác chủ bài. Con này chưa khó thật sự luôn. Tôi cần anh em cho tôi một con khó hơn. Dùng gear up booster giảm khoảng 10 đến 15 ping Naraka CSGO nhắn tin chuẩn em quảng cáo thế thì ơ em đã được lên stream chưa thầy? Chưa được em nói. Đi chơi đi, ngày xưa tôi đi xe đạp đi học. Tôi đi xe đạp đi học. Xong tôi về tôi đi nép với thằng bạn, xong tôi đi thẳng về nhà, đi bộ về nhà, tôi để xe đạp ở trường luôn mà. Đó. Tôi để xe đạp ở trường. Nope. Thế là phụ huynh tôi hỏi là xe đạp đâu? Tôi bảo hôm nay không có đi xe đạp đâu. Đó, cái thứ mà đi học xong về luôn mà. Sáng mày có đi xe mà sáng nay còn bơm lốp. Mà đi học xong đi bộ về mà. Ờ, lú luôn mà. À Bùi Đình Tuyển, cảm ơn Bùi Đình Tuyển nhá. Phụ thuộc vào cái gì vậy thầy? Ai biết nổi em. Thầy mà biết thì nope. Thầy không ngồi đây thầy stream nữa rồi. Nope. 5 năm không nạp đồng nào được. Nhà phát hành đói meo luôn đấy, thật sự luôn đấy. Con vợ nào nó như của tùng phạm chết dở luôn. Thái An fan anh 7 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Áo An Nasser của em đâu thầy? Bật mí là em vừa đặt chiếc áo trên Tabi Store để CB cho chuyến đi SCA. Thầy chưa bao giờ để cho Thái An phải đợi lâu. Chưa bao giờ, order là có. Đó, đấy là cách mà tôi giữ fan cứng của tôi lại, hội viên tôi lại đây. Tiền đăng ký hội viên em donate cho thầy hết, đừng nói thế là vô ơi. Vẫn còn, hứa vẫn còn nha. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ôi giời ơi. Dấu tên 046 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khi nào được tri ân VAKKK? Khi nào được tri ân với anh ạ? À? Một tháng, anh em là mua 1 năm nhá. Anh em là mua 1 năm Game Potter ngày mai lên luôn. Ngày mai tôi lên nát anh em luôn. Nếu anh em mua 1 năm Game Potter từ cái link tôi đang ghim ấy. Đấy, từ cái link tôi đang ghim. Đây, mai lên luôn. Có sao phải khi nào nữa, thế nó nhanh. Chưa mai lên luôn. Từ khi dùng gear up booster đó, tôi như được sống hơn lại thành hoàng kim của chính mình. Võ công cao cường, nội lực thâm sâu, thức tỉnh các loại âm dương khí công. Tay tôi tự nhiên to gấp 3 bình thường. Gặp đối nào đấm đối đó. Sống trong ánh sáng của 10 phương chư Phật. Ước gì tôi biết đến gear up sớm hơn. Đó, nội như thế. KBI này dí vào đít rồi. Tiểu Bruno bị KBI này dí vào đít rồi. Live stream vui, hứa anh em là vui mà. Live stream mà buồn không phải like. Jerry đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lên gôn đi. Bịp đấy, đừng gì ơi. Trời ơi. Những cái thằng như thế thường là chưa tải. Đừng nói thế, anh em đừng nói thế. Đừng nói tư duy quy chụp như thế. Không phải nhá. 256 đã donate không phải cho nhá. Tabi 13.619 đồng. Chú test Hàn Quốc cầy chay không? Một năm Game Potter. Hứa. Bao tép. Hôm nay con gì á chủ bài vậy anh em á? Ok. Xong bị follow tôi, sao anh em lại nhỉ? Follow này, cái này. Hỏi chúng tôi để trả lời luôn. Đáp trả hình ảnh luôn. Mua gear up 1 tháng thầy sẽ vui. Mua 3 tháng thầy trách nick. Mua 1 năm mai dọn qua nhà thầy ở. Ủa, mua 1 năm gọi ngài luôn mà. Đội ơn ngài luôn mà, đội ơn ngài. Đội ơn các ngài. Xong ngoài. Em Việt siêu cấp Recon top 1 Hải Phòng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hãy mua gear up booster để giúp cho những kẻ còn bất hạnh đi tìm vùng đất lành, cho những kẻ còn tha hương tìm cuộc sống màu hường, cho những đứa trẻ mồ côi đang trở thành con mồi cho những điều màu đen tối diễn ra ở trên đời. hơi quá, ekip này hơi quá. Ekip đoạn này hơi quá nhá.
đoạn anh em hơi quá nhá. Cắt liền. Rồi, ok. Thủ môn cho được chân, Kevin Chap. Con vợ nào lên cách hướng dẫn vào, gọi là làm game butter ấy. Cài đặt game butter sử dụng. Hứa tặng anh em thêm 2 quả cà pháo trong bữa cơm. Hứa. Xúc ở xa này khó bắt. Thế bảo anh em bảo bây giờ cứ đi thẳng vào các bạn. Thôi cứ đi thẳng cho nào. Đấy, cứ đi thẳng vào các bạn. À, đúng thật. Nope. À, bây giờ cứ chạy thẳng vào các bạn, đâm thẳng vào đám đông vào các bạn. Ừ, học Quý Duy à thầy? Đâu, Quý Duy nó đã từ đợt chưa update mà. Quý Duy đã smash tôi đợt đấy đã update đâu. Nope. Sao Kevin Chap làm sao nhở? Cách làm CG át chủ bài siêu dễ. Bước 1 lắp át chủ bài. Bước 2 lắp 10 cầu thủ đã cài ra up booster. Ơ sao biết lộ ăn mừng nhở? Ơ kìa, sao biết lộ ăn mừng vậy ta? Ê, sao biết lộ trượt cỏ ăn mừng nhở? Cái bản này nó kiểu gì nhở? Sao nhiều điều kỳ quái vậy ta? Lần đầu tiên tôi thấy một người gọi là phạt góc, đá phạt góc mà cho đồng đội ghi bàn mà lại ăn mừng ấy. Ăn mừng như của mình ghi bàn luôn mà. Các bạn đã biết ai là át chủ bài ở series này rồi đúng không? Các bạn đã biết rồi đúng không? Hình ảnh nó sẽ nói lên tất cả. Nhưng mà anh em mua cho bên đối tác của tôi, từ cộng đồng của tôi, từ livestream của tôi bán được hàng thì tôi còn có thêm hợp đồng với đối tác. Từ mùa giải năm 2016 đến năm 2017 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Các bạn mới chẳng có fan luôn á. Thầy ơi, thầy Deterai quá, thầy có thể giơ hai tay lên e chụp một kỷ niệm. Không. Không chụp ảnh, hứa không chụp ảnh. 1, 2, 3 e cảm ơn thầy AHE sẽ mang ảnh này làm avatar yêu thầy thầy. Thầy Tabi handsome. Ủa sao lạ nhỉ? Sao thầy khiển Fowler chuẩn thế? Em đá thằng này cứ như phao câu, phải chăng là e thiếu gear up booster chính xác, không? Chính xác, thầy đang định nói đấy. Thầy đang định nói nhưng mà con vợ cỡ trâu này nó trong những con vợ thông minh, nói một hiểu mười. Nói một là hiểu mười. Cái này. Át chủ bài. Fan anh Hà Duy át chủ bài. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Từ khi dùng gear up booster được thầy Tabi giới thiệu tôi như Quách Tĩnh lĩnh hội được Hàng Long, như Dương Quá Ngộ được Ảm Liên Tiêu Hồn Trưởng, như Trương Vô Kỵ tu được Càn Khôn Đại Nã Di, một tay tôi nhất thống thiên hạ ớ. Cái làm cái giảm lag giảm minh mà sao tôi thấy mấy con vợ này lag tăng lên thế sao? Mấy con vợ này đang ứng dụng về như lag bị tăng lên người chơi sao nhỉ? Dấu tên 880 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Người ma mừng thật sự cô. Booster như ánh sáng chói rọi vào tâm trí tôi vào những buổi chiều mạng lag nhảy mất quyền kiểm soát. Cảm ơn Booster, cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn thầy Tabi, tôi đang dùng bạn cũng thế. Buổi chiều mạng lag binh nhảy mất kiểm soát luôn. Từ ngày biết đến thầy Tabi, biết đến gear up Booster, tôi như thấy được ánh sáng cuối con đường trong phô 4. Tôi đã từng nhìn mức ranking anh mà ước ao, nhưng không thể đạt được vì máy đơ quá. Gear up booster như ngọn đuốc sơ y sáng con đường cuộc đời tôi. Thầy thấy em xứng đáng thêm một gói xôi chưa? Thái An fan thêm đĩa dưa, thêm đĩa dưa cho con vợ ấy đi. Thêm đĩa dưa con vợ. Rồi thế anh ấy. Mặc áo Anasir vào đá hay hẳn thầy nhỉ? Nó sang con người lên em. Nó sang con người mình lên đấy. Nó sang luôn mà. Phóc Lan thì đi đến đây quay lại đúng không? Rudiger. Bùi Thanh Tùng trọ tại khu tập thể. Nope. Hay quá Marini, tuyệt vời. Tuyệt vời. Mẹ Owen nhanh lắm nhờ, con Owen Ebet cộng 8 nhanh lắm luôn đấy. Ủa cái vị chép bay kìa. Chết nào. Bây giờ thật sự luôn, bây giờ tôi cần một chút ghép motor. Follow. Cách follow chạy chỗ ghi bàn nó mượt như cách mà anh em sử dụng game butter vậy. Hứa với anh em luôn. Rùa, con đấy có rùa gì, con đấy không hề rùa tí nào luôn à. Kim Trung Dong này. Phất của Kim Lưu này. Follow này. Nope. Sao bắt được pha vừa rồi. Top 11 thôi nhưng mà từ tối qua cũng tập tành donate cũng nghiện phết đến bây giờ 150k đã bay vào uy can thầy và Acho R. A chúc e đá tốt trận lên ranking anh được. Ôi trời ơi. Okay. Nếu bạn bị chỉ khó ỉ hãy dùng gear up booster, bạn rồi. Sẽ bị táo bón. Bệnh chậm nói chậm đi, đến đời tôi thất nghiệp vì đã có gear up booster. Ẩm thực chúng ta có Gordon Ramsay, còn content sắp tới có Mân Đàn Tabi. Cái gì mà Mân Đàn Tabi? Cái gì mà Mân Đàn? À, cái gì mà Mân Đàn đấy anh em?
tôi sắp sang năm thì tôi không phải là fan MU nữa, sang năm tôi đang muốn là trở thành phấn con. Tabi 10.000 đồng. Trở thành phấn con. Thầy xem có tác động với đối tác để mọi người dùng thử 3 tháng hoặc 3 tuần đờ CK thầy. Ủa, dùng thử 3 tuần. Như vậy thì Gear Up Booster tuyệt vời luôn ạ. Ôi, đối tác mà mua bán sản phẩm cho khách dùng đến thử đến 3 tháng. Ôi thì bán được khoảng 2 ngày sập tiệm. Có dùng thử 3 tháng, lấy cái gì chứ, cái phí đâu ra hoạt động. Đó, dùng thử 3 tận 3 tháng. Foller chân trái ma thuật. Foller này không khó thật sự, tôi cảm giác không khó. Owen này làm cái gì đâu mà, Owen này đơn giản, bé lắm. Owen này một đấm thì thiếu, một đạp thì lại thừa. Chân trái hết tử, thật sự hết tử. Nói là Robbie Fowler bí tử luôn, những cái mỹ tử đẹp nhất đấy. Những cái từ mà người ta dùng cho Messi ở ngoài đời ấy, thì trong game này người ta sẽ dùng cho Robbie Fowler. Ác chưa, Fowler này, từ Fowler này tôi nghĩ là tôi phải đập một phát đấy, tôi nghĩ là tôi phải đập một phát nữa nó lên của Fowler này. Lên marker đây, cho này vào đi. Ôi trời ơi, giấu tên 880 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thật sự phụ nữ đừng hỏi hạnh phúc của người đàn ông là gì, đối với tôi đó là được chơi những con game mình thích với những quả pinh mượt mà, vậy chần chờ gì không mua cho người đàn ông của mình 3 tháng trải nghiệm booster. Người yêu tôi không mua cho tôi nên tôi tự mua và đang dùng, bạn cũng thế. Tôi dùng thử, bạn cũng thế. Click. Phát Lạc Quang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phun cho có cái kết đẹp thầy ơi. Sao nói sớm, sao không nói sớm à Phát ơi, sao nói sớm. Sao nói mạnh lên, ủa sao nói mạnh lên nhỉ, sao nó muộn thế nhỉ, muộn màng thế nhỉ.